trai ở ngoài Gia Lai vô nha anh em, ở ngoài Rồng Ba xã Đắc Sinh. Rồi hôm nay em mở bán đi học học dịch thị sinh. Rồi mới về xong một anh trai ở ngoài Gia Lai vô nha anh em, ở ngoài Rồng Ba xã Đắc Sinh luôn ha. Nhưng mà cảm ơn anh rất nhiều luôn nha. Hôm nay em mở máy này ra bắt đầu nha, vệ sinh toàn bộ, thay thế một số phụ tùng inox vô. Chào quý anh chị. Đây là lại. Tiếp tục hôm nay máy Gia Lai mới gắn đăng lại, đang chuẩn bị thay hộp số. Số thì em thay miễn phí. Đây, một dòng mới. Thay cả chân mới luôn. Rồi chào ngày mới anh em nha. Thì bữa nay anh em cũng đang tiếp tục làm á, hộp số em đã gấp vô xong rồi. Lăng cũng mới thay về con nha. Đó. Chi tiết đây. Rồi máy Gia Lai của chị Hà xong tới đây nha. Em quay sơ một vòng cho nên xem mềm đang thay nhớt. Đây là cái khu vực mà mình để trưng bày máy gặp cho khách xem á. Mình sẽ quay tổng quan sơ sơ cho anh em xem ha. Hiện giờ mình đang có là khoảng mấy cái DC 70G, DC 70 thường đủ loại, tất cả đều là máy nhập hết ha. Phía trong đây thì mình có để mấy chiếc 105 để mình quay cho người xem. Đây 105 mình đang còn khoảng 6 chiếc ha. Đây là những cái DC 70G Plus đó, máy thái xịn này, máy chạy nước ha. Được gần bây giờ 9 chiếc, bây giờ còn 3 chiếc thôi ha, cũng gần hết rồi, anh em cứ lựa sớm. Ở phía trong đây thì mình cũng để máy nhiều lắm nha. Đây. Ở phía sau đây ha. Rồi máy mình có để sẵn ha, anh em cứ thích thì đánh tắt máy à, anh nghĩ chiếc nào thì lấy chiếc đó ha.